Dạ em kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai giảo hạt, cây sống khỏe thần trậu nghe anh chị. Ở đây đang gà búp bông nữa nè. Đó, đợt Tết không có lặt bông. Đó, búp bông nè. Cây này bông đẹp lắm nghe anh chị. Đó, giảo hạt thì bông thì từ 5 đến 12 cánh. Nó có đều thôi. Đó, cây này một cốt cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, một cốt cực kỳ đẹp nghe anh chị. Mã số 310. Mã số 310. Hoành 28. Hoành 28. Chiều cao chắc tầm 1,5 m chị ơi. 1,5 m luôn. Cây rất là đẹp luôn, tàn ngang. Cái tàn 1,07 m. Tàn 1,07 m. Đường kính bầu 53. Đường kính bầu 53. Đó, à. Này thì cái này cái mặt cái này nó bị sẹo miếng chỗ này. Sao hết anh chị ơi. Cây quá trời cây đẹp luôn. Tàn là bao đẹp, cái này Tết là bao bông nha. Đó. Bông dữ dằn luôn nha anh chị. Này là bông dữ lắm, bông chùm chùm luôn đó. Thì bông của nó thì từ 5 đến 12 cánh á, giảo hạt á. Cây này em thấy bông mà cũng khá đẹp nha anh chị. Rồi mã số là 310. 310. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 1,9 triệu. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn nha anh chị. Cái này ship nặng lắm. 1,9 triệu. Rồi tiếp theo. 311. 311, cái này cũng giảo hạt luôn nha anh chị. Đó, à, cái này cái tàn cái củ thì bao đẹp luôn nè. À, củ nè. À, củ mà nó già nó muốn xù da me nè anh chị. Nè ha. Mình quay rất kỹ cho anh chị coi ha. Đó, nó lên xù da me nè anh chị. Ừ, già dữ lắm, già luôn. Rồi, em đo cái hoành chỗ này coi. À, đoạn chỗ này thôi rồi. Chỗ đó thôi nha. 35 hoành. Rồi cái củ rồi. Cái củ đặc luôn nha anh chị. Củ đặc hạo hạo là khoảng 49 hoành. Đó nè. Già xù do me luôn ha. Ai mua cây này thẳng chiếc dép luôn. Không phải tại chiếc dép này nó dính đây nha anh chị. Nó dính à. Người ta kê á. Nó dính. Này. Chiều cao 1m6 chị ơi. Ừ, tàn cũng rất là đẹp nè. Này anh chị có bồn hoặc là nhà có đất rộng thả cây này là Tết bao bông luôn. Đường kính bầu 51. Bông mai giảo hạt này từ 5 tới 12 cánh nha anh chị. Đó. Cây này rất là đẹp luôn, tàn khủng đế khủng luôn nha anh chị. Mã số 311. Rồi câu này cây này để hữu nghị cho quý anh chị nè, 3,5 triệu bao ship tặng nhà cho mình. À, 3,500,000 thôi. Cây cực kỳ đẹp luôn ha. Đó. 3,500,000 bao ship cho quý anh chị luôn. Rồi tiếp theo. 312. 312 giảo hạt luôn nha anh chị. Cây này tàn cũng cực kỳ đẹp ha. Đây đang nhú bông luôn nè anh chị. Đó. Này nhú bông luôn ha. Đó, cây sống khỏe từng chậu nha anh chị. Do đó chị yên tâm ha, tại này em tỉa bài tàn lại thôi. Em phun tàn lại thôi. Hoành 24. 24 hoành. Chiều cao tầm 1,5 m luôn chị ơi. 24 hoành nha anh chị. Đường kính bầu 44. Đường kính bầu 44. Tàn thông rất là đẹp. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là chỉ 1,700,000 bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. 312. À, mã số 312. Mai giảo hạt nè, quý chị nhìn bông nè, chùm 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 luôn ha. Từ 5 tới 12 cánh nha anh chị. Rồi tiếp theo. 313. 313. Cây này cũng đẹp lắm nè. Đang nhú bông lại luôn nè anh chị. Cái này không có tỉa tàn lại đó nghe anh chị. Nè. Tỉa tàn lại. Sống khỏe thường chậu chị yên tâm ha. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao cái này chắc tầm 1m2, 1m3 rồi đến chị ơi. 1m28. 1m28. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43. Mã số 313. 313. Rồi cây này thì để cho cô chú anh chị là 1,5 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn. Cây rất là đẹp nha anh chị. À, cây này đáng sưu tầm chơi nha, chỉ có 1,5 triệu mà bao ship luôn chị ơi. Ngày Tết là bao bông luôn. À, bông từ 5 tới 12 cánh nha anh chị. Rồi tiếp theo. 314. 314. Mã số 314 nha anh chị, cũng giảo hạt luôn ha. À, cây này bệ đế cũng rất là đẹp. Lá xanh tươi nha anh chị. Hoành 25. Hoành 25.
cao tầm 1m6 chị ơi. Đường kính bầu 41, 25 hoành. Okay. Này về chị tỉa cành lại nha anh chị. Mình tỉa lại ha, mình thung thung lại nha anh chị. Em để cành vậy chứ anh chị về phải tỉa lại, thung thung lại bớt. 314 rồi, cái này cũng 1,5 triệu thôi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn ha, giảo hạt nha anh chị. Rồi tiếp theo. 315. 315. Cái này tàn cũng rất là đẹp nè anh chị. Già cây nó xù dưới này nha. Chỗ này nó bị xù nè. À, chỗ này nó bị chỗ này miếng nha anh chị. Đó, nhưng mà có mạch sống bình thường ha. Hai bên đây nè. Đó, bị lửa đầy miếng nè. Dưới đây bên đây nữa nè. Đây lửa đầy miếng. Quanh 26. Đó, lửa chỗ này miếng. Già lắm. Chiều cao 1m09. Đường kính bầu 35. À, em cào thử cho anh chị xem ha. Cây tươi gói nha anh chị. Đó. Đó, xin sợi của chú anh chị nói sao không có lá. Cây tươi rối nha anh chị. Tại vì em cắt tàn hết thôi. Cây này nó bị lỗi dưới miếng nha. À, lỗi đen miếng nè. Đó, lỗi đen miếng nè. À, có lỗi nên em bán rẻ cho cô chú anh chị một chút ha. Rồi cây này để cho cô chú anh chị là 1,2 triệu thôi. Em bao ship tặng nhà luôn. Cây tàn rất là đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo. 316. Đó, cái này cũng mới tàn bông nè anh chị. Nó về mình chỉnh phung tàn lại ha. Ngày về mình cắt lại. Mã số 316. Quành 22. Quành 22. Chiều cao 1m39. Chiều cao 1m8. 1m39. 1m39. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. Rồi cây mã số mấy em? 316. 316. Rồi cái này hữu nghị cho cô chú anh chị là 1,1 triệu anh chị ơi, bao ship luôn. Để rẻ mình chơi luôn, 1,100,000 thôi. Rồi tiếp theo là cây mã số 317. Cây này bông đâm chồi hết trơn nha cô chú anh chị, nú chồi hết rồi. Này giảo hạt ha. Bông thì của nó thì 5 đến 12 cánh. Củ đế rất là đẹp nè anh chị. Đó, nó có bị sẹo nhỏ chỗ đó thôi, nhưng mà đang kéo sẹo hết rồi. Cây này hoành 23. Chiều cao thì 1m34. Đường kính bầu của nó là được 40 nha cô chú anh chị. Nó tàn rất là đều và đẹp luôn, đế đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi cây này để cho cô chú anh chị là 1,3 triệu thôi. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây mã số 317, 1,3 triệu. Bông của nó từ 5 đến 12 cánh nha. Tết bông rất là nhiều nha anh chị. Rồi tiếp theo là cây mã số 318. Cây này tàn đều lắm nha. Mấy cây mai là mai giảo hạt Thủ Đức nha anh chị. Bông của nó thì từ 5 đến 12 cánh. Đó. Cây này sống khỏe thường chậu nha cô chú chị. Hoành 21. Chiều cao là 1m19. Cây này đường kính bầu là được 31. Nó tàn cũng khá đều nha cô chú anh chị. Rồi cây này em để hữu nghị cho cô chú anh chị là 1,000,000 thôi. Em bao ship tặng nhà luôn. 1,000,000 em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Mã số 318. Rồi tiếp theo là 319. Cây này củ rất là to nha anh chị. Tàn nhỏ nhưng mà cái củ nó đẹp lắm nha anh chị. Đó, chú chị có thể xây cái củ à. Đó, một tay mở hôm giáp luôn ha. Cây này cái hoành thân của nó là được 19. Đó, cái củ của nó là được 32. Chiều cao là 1m. Đường kính bầu là được 27. Đó, cái lá rất là to nha, bông to đẹp lắm anh chị ơi. Bông từ 5 đến 12 cánh á. Nó cụ rất đẹp. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 1,100,000. Em bao ship. Mã số là 319. Dạ, xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150,000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150,000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn.
À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. À, một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Toàn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao có sắc bén cho cô anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được này ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình thoa keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nghe cô chú anh chị. Này rất là dày nghe anh chị, à, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chui xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ bằng ha. Bao bán luôn anh chị, về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây em đã xài rồi nghe cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó,
hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tiểu dài và té tiểu bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi, em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nha cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nó nghe của chúng chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó của chúng chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần